Rồi, Trung xin kính chào quý bà con nha. Thì ngày hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2023. Thì Trung và anh em công ty hạt giống Sen Hồng cũng đang có mặt tại Châu Thành của Tiền Giang. Thì với phóng sự ngày hôm nay thì Trung xin chia sẻ quý bà con mình về giống dưa hấu Sen Hồng ở thác 65. Thì hiện tại bây giờ là cỡ khoảng 8 giờ mấy tối rồi. Thì bà con ở đây là bây giờ người ta bắt đầu thu hoạch. Bà con mình thấy những cái ánh đèn sáng sáng lấp lánh dưới đó là bà con người ta đang cắt dưa đó, công cắt người ta đang làm. Ai cắt thì cắt, ai gánh thì gánh. Bây giờ thì Trung xin được chia sẻ đến quý bà con mình về giống dưa hấu Sen Hồng thác 65 nha. Đây, cái giống dưa này thì đầu tiên bà con mình nhìn vô mình thấy á, cái trái cái tỷ lệ đồng đều rất là cao. Một cái liếp vậy người ta sắn, công người ta làm là cỡ khoảng 5 mét và trồng hai bên và cho nó bò đâu đầu vô như thế này. Thì đây là sao, đây là cái thành quả của bà con sau khi trồng nè. Thì cái với cái giá dưa hiện tại là 12.500 đồng một ký. Và với cái tỷ lệ đồng đều và cái trái nó đạt như thế này thì chủ ruộng cũng như là thương lái đang đánh làm một công như thế này là tầm cỡ khoảng 3 tấn nha. Thì với một mẫu thì cho ra là 30 tấn. Về cái dưa hấu Sen Hồng ở thác 65 mà Trung mời bà con mình coi lại cái dạng trái đó nè. Thì đây ha. Đó. Thì đầu tiên bà con mình có thể nhìn thấy nè, cái trái rất là đồng thanh đồng thủ nha. Và cái trái cái màu cái sọc dưa nó cái màu nó rất đẹp. Đó. Và tiếng tâm thì bà con mình khỏi lo luôn. Mời bà con mình nghe nè. Tiếng tâm nha. Cái này. Tiếng tâm nè. Thì về cái dòng dưa này á thì bà con mình có thể thấy cái tỷ lệ đồng đều là Trung sẽ quay một khúc xa cho bà con mình coi. Thì ngày hôm nay là tối nay là bà con người ta thu hoạch rồi nên là đi đạp dây thoải mái. Thì ở đây á là một dây dưa thì bà con chỉ tuyển lấy một trái thôi. Và trồng hai bên là trái nó đâu đầu vô là bà con ở đây lấy là nụ tầm nụ 2,5 nụ 3 nè. Trái nó rất đẹp nè. Nào bà con mình coi ha. Đó, đây. Trái tăng như thế ha. Thì với cái mẫu mã trái như thế này và cái tỷ lệ đồng đều như thế này thì được bà con đang rất là ưa chuộng. Đó. Thì bạn hàng thu mua là đi xuất khẩu rất là tốt. Đó. Ra Hà Nội hoặc là xuất khẩu sang Trung Quốc thì rất là tốt nha. Đây, mà bà con mình coi. Nay là đi đạp dây thoải mái luôn mà có cái là hơi tối thì bà con mình coi thì thông cảm giùm. Trái nằm ổn ổn đó nha bà con. Đây. Quay cái đường dài tới luôn rồi, cho bà con mình coi cho nó sát. Chỉ để nhiều khi quay có một khúc á, bà con mình không biết được là khúc này dày khúc kia thì sao. Rất là thực tế nha bà con. Đây thì bây giờ Trung sẽ nói thêm về cái khả năng kháng bệnh của giống. Đây bà con nhìn thấy cái lá nè. Ngày hôm nay là tới ngày thu hoạch rồi đó. Mà bà con mình thấy không? Vàng lá, vàng tàu còn rất là xanh, rất là đẹp. Kể cả cái vàng lá gốc luôn nè. Quay ra đây cho bà con coi một cái. Đây cái vị trí của bà con trồng là ngay đây nha. Đây, lỗ dưa như thế này. Đó, trồng nó bò ra. Đó, tới ngày thu hoạch mà bà con mình thấy không? Vàng lá, vàng tàu rất là xanh, rất là đẹp nè. Đây. Thì với một mẫu ở đây thì chỗ chủ nhà cũng như là bạn hàng thương lái đánh cái giống dưa Sen Hồng này là tầm cả 3 tấn. Một công là 3 tấn nha, một công là 3 tấn, một mẫu là 30 tấn. Thì với cái giá dưa hiện tại đang là 12.500 đồng một ký thì cho một cái hiệu quả kinh tế rất là cao. Ví dụ như cái dưa đây thì bà con đầu tư một công 1.000 mét vuông á là cỡ khoảng 12 triệu. Và bà con mình tính thử. Đó. Một công cho ra 3 tấn là được 36 triệu thì bà con mình lại cái lãi bà con mình là hơn 20 triệu đồng. Rất là cao. Đây. Bây giờ hồi nãy là Trung vạch sẵn thì bây giờ là Trung cái đây là chỗ chưa vạch nè, bây giờ Trung sẽ vạch ra cho bà con mình coi nè. Đây. Xịt tiền ở đây em.
đây nha. Đó, trái nằm đều như thế này hết nè. Rồi tới tới đây, đây đây nha, nằm ổ đây nha. Đó, rất là thực tế nha, không hề là sắp đặt gì hết, mà mình coi khả quan nha. Trái răng nè, tiếng tâm là bon bon. Về cái giống giáo sen hồng 65 này á, thì bà con mình khỏi lo về cái vấn đề cái ruột, bao hàng bà con luôn. Ruột là chắc nịch nha, màu ma trái thì đẹp, ruột thì chắc, vỏ mỏng. Đây bà con thấy không, đi tới đâu vạch tới đó cho bà con mình coi cho khả quan nè. Đây nha, thì do là phóng sự này trung quay vào ban đêm á, bà con mình coi cũng thông cảm giùm, nó hơi hơi tối ha. Đây con mình coi ha, vàng lá vàng tàu, tới ngày thu hoạch rồi nha bà con. Xanh chành hết nè. Xa xa đó đó là công đang những cái ánh đèn mà lắp la lắp đánh đó, là bà con đang cắt công cắt dưa bà con. Ai cắt thì cắt, ai gánh thì gánh. Đó, rồi bây giờ là Trung sẽ mời bà con mình là cùng Trung và anh em công ty Sen Hồng đi sang bên kia coi công người ta cắt nha. Đó, thấy vui không bà con? Rồi đây mời bà con mình cùng Trung đi nha. Cắt giờ này mát ha mấy cô? Mát có gió cắt khỏe ha. Chắc mình bỏ ra đường giữa vậy công người ta gom hả cô? Nhìn rất là chuyên nghiệp nè. Cắt dưa này lâu chưa cô? Hơn chục năm rồi. Hơn chục năm rồi ha. Cô công đâu, rồi công lên hay là công đây? Ở đây. Tới cắt thì cắt, tới bỏ hột luôn hay gì cô? Bỏ hột có công, rồi công tự bỏ. Chỉ làm chèo với cắt dưa thôi. Bởi con nhớ rồi công thường lên bỏ hột nè. Đúng rồi. Ở đây không có các bạn. Dạ. Đây có chắc hơn 50 công hả cô? Công làm á? Không biết nữa, công tại công cắt đây mà biết còn công gánh thôi, của người ta thiên nhiên không biết. Cái người này chưa chắc còn hơn 50 người rồi. Hơn 50 người. Công gánh rồi công giác tôi xuống ghe nữa. Dạ. Công cắt nữa. Cô thấy dưa hấu này trái nó bự đều không cô? Đều. Đều trái. Rồi nó đang lai chim đó. Mấy cô nhà gần đây không? Gần, gần trên bến đò cầu dừa. Dạ. Rồi mình cắt về tính tấn hay sao ta? Tiếng. Tiếng hả? Vậy hả? Được nhiêu tiếng cô? 40. Vậy cắt chậm chậm thôi cho có tiền. Con ghẹo nha. Dạ. Để đi qua mấy cô bên đây chơi coi. Dạ. Bự không cô? Cái mặt cái bự nè. Gì mà nó mập. Cái này cỡ mấy ký? Cái này cỡ mấy ký? Dưa này sao chỉ 4 ký. Cỡ 3 cái tát. Rồi làm đi cô, làm bình thường đi, làm bình thường đi. Dạ. Mấy cô đi cắt cái giống dưa sen hồng này thấy trái nó bự đều không? Đều trái ha. Dưa mập u quá. Mấy cô họ cắt tới đây con chỉ mấy cô tới dưa này nè, đã lắm. Đây nè. Ừ? Giống như heo con vậy. Rồi cô cắt thử cô. Đây này cô cầm thử mấy ký cô. Đoán thử được không? 4 ký hơn rồi chứ. Trái nào gì trái đó ha. Cái hàm đây nè.
Nãy các cô kia thì cắt, còn mình đây mình gánh. Dạ. Là buổi tối này mát hả chú? Ừ. Chiều chiều đang buông hoa sang xế không, nghe sao tiếng đầm hương nồng tình quê. Về quê anh đây đồng sen thắm mời, ngọt ngào câu hát kia thu hời. Ngầm cơn con đê bên dòng sông gió đưa nhiều nhàng bồ yêu làm sao bao nhiêu cánh đồng mà nó ngập tràn nơi đây bao lời ca tiếng cười. Nhìn từng con bếp khói bay làm chiều, bằng lòng đi em ta về quê thưa má thưa ba sang năm chầu cao anh xin nước nàng về dân. Tôi chiến rồi mình lấy ra tiền rơm, tôi chiến mua thiếu nó từng để trả tiền rơm đây mà trả nó, tôi lấy nó chị gánh về là bốn mấy gần 50 ký không anh? Giờ nói chung tùy theo à, tùy theo thì đầy cũng lưng lưng à, căn bản vậy thì 80 ăn lên rồi vậy đi, một lần đi vậy đó. Ờ, chiến vậy 80 ăn lên. Ừ. Tùy theo à. Hai này 90 quá hả? Tôi ăn cá một chữ cánh dưa nè, cân luôn cái bọ 90 kg nè. Giờ mình chơi thùng bia đi. Thiệt. Giờ cá vô 90 kg nè. Dứt anh liền nè. Đây nhóc rồi đó. Cái đó là nó cái bộ bự mà. Dạ. Này là mình bắt mấy ký ăn lên anh? Mình bắt có dưa mấy ký ăn lên mới đi được hàng hạng nhất. 27 trở lên ha. Dạ. Anh là bạn hàng hay là sao? Lựa chứ. À lựa cho bạn hàng nha. Ừ. Anh thấy anh Khanh anh trồng giống dưa sen hồng này anh thấy trái được không? Đều không? Trái đạt ha. Ừ. Cái này anh làm dưa chuyên nghiệp rồi, trái dưa này thấy đặc ruột không anh? Búng thử bong bong không? Ngon lành ha. Sen hồng hả? Sen hồng anh. Có trồng không anh đi lựa không? À. Có trồng lỗ quá nhỉ. Vậy hả? Trồng phải giống vậy không sao lỗ được? Nay giá như ta 10 mấy? Nghe nói không? 2 3 ha. Cần chứ. À, giờ đưa xuống ghe luôn hả vậy? À. Vỏ dưa 60 kg là 700 mấy. Em thấy mấy bà nào mà chở cái hộp hộp đi ngang mà chặn đầu nó lại. Tới đó, nó chui qua cao tốc rồi mà. Tới. Thấy dưa sen hồng đợt này ngon lành chưa anh Khải? Ngon. Được không? Trái đằng sau anh Khải? 56. Đẹp. Trái đẹp. Anh góc độ bán hàng nè, đánh giá là thực tế là ngon lành đúng không? Được cái ngon. Tính đi luôn là chết luôn á. Chất lượng khá vừa. Khá vừa. Khá vừa. Công này giờ anh đánh cả mấy tấn? 3 tấn. 3 tấn à, em đánh nãy cũng 3 tấn chính xác. Hai.
54. Đó, và công cắt thì cắt, công gánh thì gánh, gánh cho đóng như thế này xong rồi. Bắt đầu trong đây là có đội ngũ là cân và đưa xuống ghe. Đây là bà con người ta vác xuống ghe nè. Đó, ghe thì ở dưới đó nha bà con. Giờ tối không có thấy rõ rồi, bà con mình thông cảm ha. Nó xuống ghe xuống sông đó. Mấy khùng nữa đó. Đồ má. Để tao nói cho mấy ông nội nghe nè. Cái đò trời Vinh nó không chạy, còn đò Thâm Nhiên người ta chạy. Trái khi cắt vô là bà con mình thấy nè. Đó, nó đều trái. Này là có bao nhiêu là lụm vô bấy nhiêu nè, cái này là chưa lựa luôn nha bà con. Đó. Đóng vừa chưa lựa mà con thấy trái đều cực kỳ không? Rồi, đi đây. Đó, thì vừa rồi thì quý bà con mình cũng coi xong cái phóng sự nói về dưa hấu sen hồng SH65 được trồng tại Tiền Giang, công cắt vào đó là sáng đó nha bà con. Thì cuối lời thì cũng xin kính chúc quý bà con mình là được nhiều sức khỏe và luôn được trúng mùa trúng giá cùng hạt giống sen hồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con ở phóng sự lần sau nha.